Bạn mình bảo là muốn hiểu tinh hoa ẩm thực đường phố ấy thì phải xem clip này. Dạ. Ôi, sao đã có bơ rồi lại còn cho dầu vào? Rồi ôi nó ngấy. Gì đây bột này? Nhìn cái thùng khác gì mấy cái thùng sơn bỏ dở không? Oh my god nịt. Đường trứng. Ôi. Ôi, các bạn nhìn cái thùng sơn kìa. Ôi, cái máy sấy kìa, nhầm cái máy khuấy nữa. Thôi thêm một tí mồ hôi của mấy anh này vào. Nice. Oh wow. Giống kem trộn nha. Nhưng mà chắc cái này cho vào lò ấy thì là nó sẽ nóng, thế ra là vi khuẩn nó sẽ hết và nó sẽ... Cái bánh nó có thể ăn được cho đến cái giây phút cuối này. Tại sao lại cho tay vào?